Kênh tin nóng nước Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Trước tiên chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi qua những clip tin tức thời sự nóng nhất, chính xác nhất. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy hạnh phúc. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất để chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin Covid cả nước 2.949 ca mới, thấp nhất kể từ đầu tháng 8 đến giờ. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dịch COVID mới nhất của Bộ Y tế trong 24 giờ qua, số ca mắc mới COVID-19 trong cả nước giảm sâu với 2.939 ca, số ca tử vong cũng giảm sâu, lần đầu tiên xuống dưới 100 ca trên ngày sau chuỗi ngày gia tăng. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1018 ca, Đồng Nai 501 ca, Bình Dương 447 ca, Tây Ninh 112 ca, An Giang 111, Đồng Tháp 87, Kiên Giang 76, Bình Thuận 72, Long An 70, Bạc Liêu 51, Gia Lai 48, Khánh Hòa 38, Cà Mau 37, Hậu Giang 31, Cần Thơ 28, Trà Vinh 28, Tiền Giang 20, Hà Nam 18, Bình Định 12, Quảng Ngãi 11, Vĩnh Long 10, Bến Tre 9, Bình Phước 9, Quảng Bình 9, Ninh Thuận 8, Thừa Thiên Huế 8. Thanh Hóa 8, Lâm Đồng 7, Bà Rịa Vũng Tàu 7, Bắc Ninh 7, Phú Yên 5, Đắk Nông 5, Quảng Trị 5, Hà Nội 4, Đà Nẵng 4, Hà Tĩnh 4, Con Tum 4, Quảng Nam 3, Hải Phòng 2, Hải Dương 2, Lào Cai 1, Bắc Giang 1, Lai Châu 1. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 846.230 ca nhiễm, đứng thứ 41 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.595 ca nhiễm. Đến nay có 6 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Thái Bình. Có 12 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 412.673 ca.

Về số ca tử vong, trong ngày ghi nhận 93 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 64 ca, Bình Dương 13 ca, An Giang 4 ca, Kiên Giang 3, Long An 2, Bình Định 2, Ninh Thuận 1, Bình Phước 1, Đắk Nông 1, Hà Nội 1, Gia Lai 1. Đến nay tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 20.763 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 11 tháng 10, có 1.020.039 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 55 triệu. 229.124 liều, trong đó tiêm một mũi là 39.088.086 liều, tiêm mũi 2 là 16.141.038 liều. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất cho xe buýt taxi hoạt động trở lại. Thưa quý vị, Giám đốc sở giao thông Hà Nội Vũ Văn Kiện vừa ký văn bản số 4.543 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất cho mở lại vận tải hành khách liên tỉnh từ ngày 13 tháng 10. Nội dung văn bản nêu rõ, đối với vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ, Sở Giao thông Vận tải đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo thường trực Thành ủy Hà Nội cho phép mở lại một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ bằng xe ô tô. Các tuyến đề xuất dự kiến đi đến các tỉnh thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên với số chuyến bằng 5% số chuyến của đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được sở này công bố. Thời gian thực hiện từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10. Cùng đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề xuất tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng, trong đó xe buýt được phép hoạt động 50% biểu đồ chạy xe, xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động 50% số lượng phương tiện được Sở Giao thông Vận tải cấp phù hiệu còn hiệu lực. Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất cho thực hiện tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh chạy đuôi tàu SE78 trong thời gian 10 ngày, khi cục đường sắt Việt Nam đã bổ sung các điều kiện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn gửi các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nội dung công điện nêu rõ, việc khôi phục các hoạt động vận tải hành khách trong tình hình hiện nay có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, vừa đảm bảo phục hồi sản xuất kinh doanh, nhu cầu đi lại của người dân, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sẽ có chuẩn đi lại trên toàn quốc, sắp hết cảnh mỗi nơi một kiểu. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 10, chuyến bay thương mại chở khách thứ hai từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội đã được Vietnam Airlines thực hiện thành công sau khi Hà Nội bỏ yêu cầu cách ly tập trung khách tới, tạo điều kiện tối đa cho khách quá cảnh qua Hà Nội để về các tỉnh thành phố khác. Kiểm tra thực tế khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay nội bài, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết chuyến bay được thực hiện thuận lợi tiếp tục xây dựng niềm tin cho các địa phương về việc mở cửa đón khách trở lại bình thường. Từ đó các địa phương cũng tin hơn trong cỡ bỏ quy định thêm với hành khách. Ông Tuấn cho biết, từ kết quả các chuyến bay trong 3 ngày qua, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổng kết đánh giá để báo cáo chính phủ xây dựng một nghị quyết với Bộ Tiêu chí đi lại cho người dân giữa các vùng nguy cơ áp dụng chung trên toàn quốc. Cùng đó, Bộ Y tế sẽ ban hành các quy định, điều kiện y tế áp dụng thống nhất, khi đó hy vọng các địa phương sẽ không ban hành thêm quy định gây cản trở đi lại. Nếu muốn quy định khác, phải lấy ý kiến các bộ ngành liên quan mới được thực hiện. Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, hiện các quy định về y tế với người dân đi lại giữa các địa phương còn nằm ở nhiều văn bản khác nhau dẫn tới địa phương cũng có cách hiểu không thống nhất ông tuấn cho biết phía cơ quan quản lý vận tải sẽ kiến nghị bộ y tế thống nhất ban hành quy định về y tế với người dân đi lại giữa các vùng điều kiện về theo dõi sức khỏe tại nơi tới trong một văn bản để toàn quốc dễ dàng theo dõi và thực hiện Ông Tuấn cho biết thêm, sau khi có quyết định của chính phủ về thích ứng an toàn trong tình hình mới, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn chi tiết về y tế, Bộ Giao thông Vận tải sẽ ban hành hướng dẫn chung với hành khách đi lại giữa các vùng, áp dụng cho cả đường bộ, hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải. Quy định mới có thể được ban hành ngay sau giai đoạn thí điểm, sau ngày 20 tháng 10 tới. Có mặt tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, Hà Nội luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho người dân đi lại nhưng phải an toàn. Ngoài mở lại hàng không, từ ngày 13 tháng 10, Hà Nội cũng mở lại vận tải khách đường sắt và đường bộ, xe khách nên tỉnh theo đúng yêu cầu của chính phủ và quyết định của Bộ Giao thông Vận tải. Theo ông Quyền, điều quan trọng khi mở lại vận tải khách là sự phối hợp giữa các địa phương xung quanh để người dân quá cảnh qua Hà Nội được về quê thuận lợi, đi tới nơi, về tới chốn hiện mới mở lại hàng không, ít ngày tới sẽ mở thêm đường sắt, xe khách, lượng người về Hà Nội sẽ tăng lên, nên việc giám sát phòng chống dịch sẽ khó khăn hơn. Do đó rất cần người dân về Hà Nội nâng cao ý thức phòng chống dịch, chấp hành nghiêm quy định và cách ly theo dõi y tế tại nhà. Theo ông Quyền, hiện Hà Nội đã tiêm một mũi vaccine gần như 100% người dân trên 18 tuổi, không tiêm với các trường hợp chống chỉ định. Tiến độ tiêm mũi 2 vaccine tới nay sắp xỉ 50%. Ông Quyền khẳng định, Hà Nội không gây khó dễ với khách tới và cũng xác định thích ứng an toàn với dịch bệnh, nhưng cũng quyết tâm bảo vệ và giữ vững thành quả chống dịch đã có được sau khi tiêm phủ vaccine mũi 2 đủ 14 ngày, Hà Nội sẽ mở cửa trở lại. Về phía hãng hàng không, ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines cho biết, sau 3 ngày thực hiện nối lại các chuyến bay chở khách nội địa, các bước triển khai và phối hợp đã nguyện nhuyễn thông suốt. Giai đoạn này, hãng ưu tiên chở khách công vụ, doanh nghiệp hoặc có nhu cầu rất cấp thiết. Tuy nhiên, ông Thành đề nghị các bộ ngành địa phương, đặc biệt là Bộ Y tế hướng dẫn rõ quy định cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe tại nhà để người dân biết mình phải làm gì, đương làm gì, thực hiện theo quy trình y tế ra sao, sao, cho mỗi hình thức. Theo ông Thành, các chuyến bay đưa người Việt Nam từ nước ngoài về vừa qua khi áp dụng quy định về khách phải tiêm đủ vaccine xét nghiệm. Khi về cách ly tập trung cũng chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh. Theo cục hàng không, ngày 12 tháng 10 các hãng đã khai thác 28 trên 40 chuyến bay nội địa được cấp phép với tổng số hơn 1.000 hành khách. Riêng với chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội do Vietnam Airlines thực hiện có 205 khách, ngoài khách lưu trú tại Hà Nội còn có khách quá cảnh qua sân bay nội bài để về các địa phương lân cận. Trước đó chuyến bay ngày 11 tháng 10 đã chở 117 khách từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Bão số 8 tiến gần Hoàng Sa, tiếp tục hướng vào miền Trung. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 12 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ vĩ Bắc, 116,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11 từ 90 đến 120 km h giật giờ cấp 13, ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 350 km tính từ cầm bão, tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 đến 30 km và có khả năng mạnh thêm. Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25 đến 30 km. Tính đến 16 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc, 110,3 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía đông đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11, từ 90 đến 120 km/h, giật cấp 13 vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 16 đến 22 độ vị Bắc, từ kinh tuyến 108,5 đến 119,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đi vào vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, và đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ vị Bắc, 105,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km h giật cấp 8 cảnh báo gió mạnh trên đất liền từ đêm ngày 13 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 một số nơi ở phía bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8 giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113 độ kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió giật mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, có gió mạnh cấp 6, từ ngày 13 tháng 10 tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,6 mét, kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại khu vực trũng thấp vào sáng ngày 14 tháng 10 từ đêm ngày 12 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Cảnh báo mưa lớn từ chiều ngày 13 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm trên đợt, có nơi trên 200 mm trên đợt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm trên đợt, có nơi trên 300 mm trên đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Từ ngày 15 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, nên ở khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Chính phủ ban hành nghị quyết mới về sống thích ứng an toàn với dịch COVID-19 Thưa quý vị, Chính phủ ban hành nghị quyết hướng dẫn tạm thời thích ứng an, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Địa bàn được coi là thích ứng an toàn COVID-19 nếu đáp ứng 3 tiêu chí, trong đó có tiêu chí về số ca nhiễm cộng đồng mới và tỷ lệ tiêm vaccine. Nghị quyết đề ra mục tiêu hạn chế thấp nhất ca nhiễm, ca chuyển nặng, tử vong do COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, phân đấu đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới trong năm 2021. Nghị quyết cũng nêu rõ không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội. Phòng chống dịch là nhiệm vụ cơ bản lâu dài. Các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm, điều trị, vaccine theo phương châm cách ly xét nghiệm là then chốt, vaccine, thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết. Nghị quyết nêu 4 cấp độ dịch bệnh, gồm cấp 1, nguy cơ thấp, bình thường mới, màu xanh, cấp 2 nguy cơ trung bình màu vàng, cấp 3 nguy cơ cao màu cam, cấp 4 nguy cơ rất cao màu đỏ. Các địa phương được khuyến cáo đánh giá cấp độ dịch bệnh từ phạm vi quy mô nhỏ nhất có thể dưới cấp xã. Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm tỷ lệ ca nhiễm mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian, độ bao phủ vaccine, lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi 1, tiêm đủ liều, khả năng thu dung điều trị của các tuyến. Cấp 1, các lĩnh vực được hoạt động bao gồm hoạt động trong nhà và ngoài trời không hạn chế số người giao thông công cộng đường bộ đường thủy hàng hải lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoàng liên tỉnh cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ dự án công trình giao thông xây dựng nhà hàng quán ăn chợ truyền thống các cơ quan công sở cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự khách sạn nhà nghỉ khu nghỉ dưỡng điểm tham quan du lịch biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao với người dân cần tuân thủ 5K, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, khám chữa bệnh, tuân thủ về các điều kiện đi lại giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau. Cấp 2, các sự kiện tập trung trong nhà và ngoài trời được hạn chế hoặc tổ chức có điều kiện, địa phương căn cứ vào thực tiễn để quy định số người tham gia. Vận tải hành khách công cộng được hoạt động với điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải. Cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp phải ngừng hoặc hạn chế hoạt động. Địa phương sẽ quyết định các dịch vụ khác được hoạt động hay không. Các hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp vẫn được tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ quy định về thời gian, số lượng học sinh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định số người tham gia hoạt động tại cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự bảo tàng, triển lãm, thư viện, giảm chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa, thể dục thể thao, hạn chế hoạt động, giảm công suất số người tham dự. Cấp 3, thêm nhiều hoạt động bị hạn chế như không tổ chức sự kiện tập trung đông người trong nhà, ngoài trời, dừng hoặc tổ chức hạn chế vận tải hành khách công cộng bằng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, bán hàng rong, vé số dạo tạm dừng hoặc hoạt động có điều kiện, giáo dục, đào tạo trực tiếp cũng được hạn chế, cơ quan công sở giảm số người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến. Cấp 4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối hạn chế hoạt động. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định số lượng người mua bán trong cùng thời điểm. Các tỉnh thành quy định điều kiện để nhà hàng, quán ăn chợ truyền thống được hoạt động bao gồm hạn chế số lượng người mua bán cùng một thời điểm. Các dịch vụ phải ngừng hoạt động gồm vũ trường karaoke, massage, bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp, bán hàng rong, vé số dạo, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự, bảo tàng, triển lãm, dạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Người dân hạn chế di chuyển giữa các địa bàn có cấp độ dịch bệnh khác nhau quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc căn cứ vào các hướng dẫn của bộ y tế và các bộ ngành địa phương sẽ quyết định biện pháp hành chính phù hợp bao gồm quy định hướng dẫn cụ thể về công suất số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ văn hóa văn nghệ sự kiện tập trung đông người chính phủ cho phép địa phương linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương không gây ách tắc lưu thông hàng hóa sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của nhân dân theo nghị quyết của chính phủ ban hành, chủ tịch tỉnh là người quyết định cách ly y tế vùng, phong tỏa ổ dịch nhanh nhất ở phạm vi hẹp nhất có thể và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ quy định phòng chống dịch. Nghị quyết này được ban hành cũng đồng nghĩa với việc tạm thời không áp dụng chỉ thị 15, 16 và 19 của Thủ tướng. Trường hợp cần thiết về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cao hơn các biện pháp tại quy định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế và Thủ tướng. Cùng với việc ban hành nghị quyết, chính phủ giao phó nhiệm vụ cho từng bộ ngành các bộ, cơ quan ngang bộ nói chung sẽ ban hành hướng dẫn mới hoặc cập nhật, sửa đổi các hướng dẫn đã có, tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện, đảm bảo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực của mình. Các bộ ngành cũng kịp thời tháo gỡ những khó khăn, xử lý các vấn đề đột xuất phát sinh liên quan đến công tác phòng chống dịch cho các địa phương chính phủ giao cho các địa phương chỉ đạo việc tổ chức thực hiện phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động sáng tạo bám sát thực tiễn không chủ quan khi dịch đi qua